Cuối cùng cũng chiều về rồi đó hả? Mà sao bánh kẹo không bán hết mà mang về làm gì? Kẹo không bán rồi mà người ta không mua. Đúng là cái đồ ăn hại mà. Bán có mấy cái bánh thôi mà từ trưa tới giờ không bán được. Tối nay nhìn cơm luôn nghe chưa? Coi kìa, nhà cửa dơ bẩn. Thằng Đô La này đi đâu từ sáng tới giờ không thấy mặt mũi đâu hết trơn. Đô La đâu? Dạ con quay sắp xong rồi. Đi đâu mà kêu nãy giờ? Đô La ơi. Dạ con thấy gì ơi. Con làm cái gì từ sáng tới giờ? Nhà cửa thì không quét, để gì gọi mãi thế hả? Dạ dưa từ sáng đến giờ con cho heo ăn, dọn dẹp chuồng heo. Từ nãy giờ con quét sân. Cho con heo ăn, dọn dẹp cái chuồng heo, quét cái sân có bé tí mà mất hết cả buổi hả? Dạ dưa lần sau con sẽ cố gắng làm nhanh hơn ạ. Hôm sau mà còn làm chậm chạp như thế là khỏi ăn cơm hay chưa? À này. Wow, dưa mua bánh kẹo cho con à, con cảm ơn dì. Bánh kẹo đâu ra mà cho con? Bánh kẹo này là dì mua về để đi bán lấy tiền tiêu Tết đấy. Nhưng mà hôm nay dì mệt quá, con tranh thủ mang cái này đi ra bán, mang tiền về đây cho dì nghe chưa? Dạ dưa con nói quá. Ừ hay, đã làm được cái gì đâu mà đòi ăn. Thôi bây giờ mang đi bán đi, dì để phần cho tối về mà ăn nghe. Dạ, chưa đi. Mà nhớ này, bán cho hết, mang tiền về đây cho dì nha. Đi đi. Đúng là cái đồ lười thối thầy, không làm mà đòi ăn. Ai bánh kẹo Tết đây? Ai bánh kẹo đây? Ai bánh kẹo đây? Siêu ngon siêu rẻ đây. Ai kẹo đây? Cái thằng này đi bán cái kiểu gì mà từ trưa tới giờ còn chưa về nữa. Ai bánh kẹo đây? Siêu ngon siêu rẻ đây. Bánh kẹo đây. Nắng quá, từ trưa đến giờ bán không ai mua. Kiểu này mình về gì cho mình nhìn đói quá. Cái thằng này đi bán có mấy cái bánh mà đến giờ còn chưa về nữa. Về đây biết tay gì nghe chưa? Cuối cùng cũng chịu về rồi đó hả? Mà sao bánh kẹo không bán hết mà mang về làm gì? Dạ con bán rồi mà người ta không mua. Bán có mấy cái bánh thôi mà từ trưa tới giờ không bán được. Tối nay nhìn cơm luôn nghe chưa? Thôi đưa đây cho dì đi. Đi ra cho heo ăn đi. Heo mà kêu đói được biết tay gì nghe chưa? Dạ. Đô La con đi đâu đây? Ôi anh thề rồi à. Anh vào nhà tắm rửa đi, em dọn cơm cả nhà mình cùng ăn ạ. Đợi xíu đi. Có chuyện gì vậy con? Bố ơi, từ sáng đến giờ con chưa ăn gì hết. Từ trưa dì bắt con đi bán hàng đến bây giờ. Làm gì có chuyện đó anh. Em đâu có bắt con đi bán hàng đâu. Tại sao cô lại đối xử với con trai tôi như thế? Dạ. Con tôi không cần một người mẹ như cô. Cô đi ra khỏi nhà ngay cho tôi.